so sánh chủ tịch hồ chí minh với ông donald trump cho hề mới của đám phản động bồi nhọ chủ tịch hồ chí minh một lãnh tụ của phong trào đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước nhằm phủ nhận chủ nghĩa dân tộc yêu nước phủ nhận thành quả của đảng cộng sản việt nam là một mục tiêu xuyên suốt nằm trong mưu đồ tham vọng lật đổ thể chế chính trị hiện nay của thế lực thù địch mà xấu xa nhất lại là thành phần phản động cơ hội bất mãn bởi vậy, dễ gặp trên Facebook của đám chống đối, trên các website của đám phản động đầy rẫy những bài viết, tác phẩm văn học, lời bình xuyên tạc, bôi nhọ bác Hồ. Nếu như trước đây, chúng thường cắt cúp vài hình ảnh ông Ngô Đình Diệm Tổng thống Việt Nam, Cộng hòa mặc trang phục dân tộc, để đa kích, nói xấu bác Hồ hay mặc bộ quần áo kiểu thời trang tôn trung sơn, nhằm đà kích tư tưởng và lý tưởng cộng sản của người, thì nay chúng lại diễn trò so sánh người, với ông Donald Trump Tổng thống Mỹ đang được một bộ phận người Việt dùng Mỹ ngưỡng mộ, vì làm kinh tế giỏi và chống Trung Quốc quyết liệt. Tiêu biểu trong số đó có bài viết của cây bút Nguyễn Đình Văn, đăng trên dân làm báo ngày 11 tháng 7 vừa qua với tiêu đề tư cách lãnh tụ Hồ Chí Minh và Donald Trump, thể hiện bằng thứ ngôn ngữ hàn thù, bẩn thỉu và cách thức so sánh thô thiển về đời tư và sự nghiệp của mỗi người về sự nghiệp kẻ viết bài phủ nhận thành quả chủ tịch hồ chí minh khi mang chủ nghĩa cộng sản về giải phóng dân tộc việt nam khỏi kẻ xâm lược là đem địa ngục đến với hàng triệu dân việt khiến tổ quốc việt nam tan hoang lụn bại còn chính sách của donald trump được kiểm chứng và có hiệu quả với nước mỹ được nhiều người ủng hộ tán dương kinh tởm nhất là khi so sánh về tư cách và nhân cách kẻ viết bài ca tụng donald trump vì ông dám thẳng thắn tán gái và dùng ngôn từ thô bỉ nói về cô gái làm đĩ nhằm xúc phạm chủ tịch hồ chí minh không có tư cách bằng donald trump qua đó có thể thấy rõ sự bệnh hoạn và tư tưởng chống phá điên cuồng của kẻ viết. Đúng như một blogger đã bình phẩm bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh là bất lương, trong khi nhân dân Việt Nam, bạn bè quốc tế, những người đồng chí, đồng nghiệp, thậm chí cả những người từng ở bên kia chiến tuyến với người cũng phải thừa nhận rằng Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ, được UNESCO công nhận năm 1987 tại kỳ họp lần thứ 24 là anh hùng giải phóng dân tộc dân tộc, nhà văn hóa lớn không phải tự dưng mà UNESCO tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc có mục đích là đóng góp cho hòa bình và an ninh bằng cách thúc đẩy hợp tác quốc tế thông qua cải cách giáo dục, khoa học, văn hóa, tăng cường sự tôn trọng phổ quát đối với công lý, pháp quyền và nhân quyền cùng với tự do cơ bản được tuyên bố trong hiến chương Liên Hợp Quốc trân trọng vinh danh người một học giả nước ngoài Seraphin de trong hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh, có bài viết Hồ Chí Minh một người châu Á cho mọi thời đại đã đánh giá, không thể phủ nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đã hội tụ và phát huy cao nhất, hoàn mỹ nhất tinh hoa văn hóa dân tộc Việt Nam và thời đại, kết hợp phương Đông và phương Tây, trí dũng mà nhân văn, vĩ đại mà giản dị, lịch lãm mà khiêm nhường. Hiếm người châu Á nào lại đóng một vai trò quan trọng như vậy trong việc tạo dựng một dân tộc mới như Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả sự nghiệp của mình người luôn xuất phát từ tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân vừa bằng những kiến thức uyên bác kinh nghiệm và tài nghệ của mình vừa bằng sự tận tâm và liêm khiết để giành được sự kính trọng và biết ơn của nhân dân để nói những kẻ phản động dân làm báo hay chống đối chính quyền hiện nay chọn cách bôi nhọ chủ tịch hồ chí minh là hạ sách bởi chúng không thể phủ nhận về chủ tịch hồ chí minh về lý tưởng tư tưởng cuộc đời sự nghiệp và tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực của người chỉ vì muốn và để chống phá cách mạng Việt Nam, ngăn chặn tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, các thế lực thù địch và đám phản động cơ hội chống đối này đã dùng chiêu bài nói xấu kiểu như trên là hạ sách. Xin trích dẫn vài ý kiến của giới học giả nước ngoài đánh giá về nhân cách và sự nghiệp của người Fevgi Nikobelec trong bài viết Hồ Chí Minh nhà yêu nước, nhà cách mạng và một con người, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1990 đã khẳng định Hồ Chí Minh là một trong những vị lãnh tụ cách mạng, mà khi người còn sống tên tuổi đã được hàng triệu người biết đến và đã trở thành huyền thoại. Mọi người khâm phục người, đã nói về người và mỗi người đều nhận thấy nét đặc trưng nổi bật trong hình ảnh của người. Indira Gandhi Ấn Độ đã gọi Hồ Chí Minh là một nhà lãnh đạo mềm dẻo mà vĩ đại và kiên định. Rodney arixlandi Uruguay, coi Hồ Chí Minh là biểu tượng cho sự uyên bác cộng sản chủ nghĩa ở châu Á. Salvador Allende Chile, vào năm 1971, đã trả lời như sau về câu hỏi của một nhà báo, ba phẩm chất của các nhà hoạt động chính trị mà ông muốn có là thế nào, đó là nhất quán, nhân đạo, khiêm tốn cao cả của Hồ Chí Minh còn ở liên xô người ta ngưỡng mộ gọi hồ chí minh là hiệp sĩ cách mạng và những từ này thể hiện sự khâm phục đối với ý chí sắt đá lòng dũng cảm bất khuất của người chiến sĩ và đồng thời tính giản dị và nhân đạo của người ba chiêu trò so sánh chủ tịch hồ chí minh với tổng thống mỹ donald trump về tư cách người lãnh đạo theo góc nhìn đối lập về cách sống văn hóa hành xử càng cho thấy sự thiển cận khập khiễng bệnh hoạn trong nhận thức của đám chống phá kia